Chào các bạn, hôm nay mình sẽ test cho các bạn kem chống nắng Pizu. Sản phẩm này thì 100% tự nhiên nên là mẹ bầu bí hay là các mẹ đang cho con bú cũng dùng được hết nhé. Một chai một cái tuyết cái này là 50ml và độ SPF của nó là 50, PA++ tức là chống nắng và chống cả tia UV. Đây là cái tuyết của nó này. Để cho các bạn bóc cái lớp màng ngăn ra. Đó thì mình sẽ test trên một cái bên chân này. Và một cái tức là một cái chân của bạn thì lượng kem bạn sử dụng sẽ gần bằng một ngón tay út này. Vì thế bây giờ test một nửa chân, mình sẽ cho một nửa kem là một nửa ngón tay áp út. Đây, một lượng nửa kem như thế này thì sẽ đủ cho một nửa chân bên dưới, còn cả chân thì sẽ là cả một ngón áp út đấy. Kem rất là thơm, thơm mùi hoa ly. Và nó còn không bóng nhờn một chút nào nữa. Khi bạn bôi lên ý mà ở trong nhà thì cũng không ai phát hiện ra là bạn bôi kem chống nắng hay là có tí gì make up đâu. Nhưng mà nếu như bạn ra ngoài nắng ý, thì nó sẽ phát sáng lung linh lên luôn. Nên là các bạn nào đi biển hoặc là ngồi văn phòng dùng đều rất là phù hợp. Đây nhé. Không hề bóng, không hề nhờn, thấm rất là nhanh. Và đây ạ. Kem chống nắng như thế này bên mình hiện đang bán là 200.000 một tuyết 50g. Các bạn có thể mua tại các đại lý chính hãng của Pizu để tránh phải mua hàng nhái, hàng giả nhé.